Đây hôm nay mới ra một mẫu mới nữa nghe anh em. Mẫu này khách yêu cầu 4 mét quay về một bên. Đây mình thiết kế lại mới nè. 4 mét quay về một bên. Cái này anh khách xịt giường sebo nha. Cái này anh khách để dưới ghe rồi xịt cái phần chân, tán chân của cây sebo. Phần ngọn thì nó cao quá, sử dụng xịt bằng tay. Cái này thì anh muốn xịt bằng chân nhưng mà 4 mét quay vô. Này công tắc có hai chế độ này. Nhanh và chậm, nhanh nè. Đây chậm nè. Chân này có tăng đưa cao thấp luôn nha. Bắt cái phần dưới này cố định trong cái ghe rồi cái này mình điều chỉnh được chiều cao. À, 4 mét xịt vô tán chân nha anh em. Rồi nhà trường nào có yêu cầu làm theo cái ý của mình muốn xịt như sau đó, mình cứ điện thoại liên lạc, mình sẽ thiết kế làm theo y hệt. Này trên 2 mét vô 1 giây, dưới 2 mét vô 1 giây. Này mình có thể mình tháo ra mình thay đổi mét trên mét dưới vô 1 giây cũng được. Mình tháo này ra mình gắn lại. Mét trên mét dưới vô 1 giây cũng được luôn. Rồi cảm ơn anh em theo dõi nha.